Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 177 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 177 Độc Bộ Thiên Hạ Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói lúc bây giờ Diệp Húc hiển nhiên không ngờ được rằng một gốc cây thế giới lại mang tới phong ba lớn đến như vậy, thậm chí ngay cả Vu Tổ cũng không nhịn được động tâm, mặt dày đến cấp độ của hắn. Trần Thiên Công trên mặt đầy ý cười, thản nhiên lên tiếng nói: "Người đã là đệ tử của Ngọc Hư Cung ta, cũng nên biết đạo lý, hiếu kính sư môn chứ. Ngọc Hư Cung ta có vạn linh sơn, trong đó không ít linh sơn có tam thanh linh mạch. Nếu người đem gốc thần thụ này hiếu kính cho chúng ta, thì tự nhiên chúng ta sẽ chỉ điểm cho ngươi, giúp ngươi một ít ưu đãi để ngươi tu luyện trong tam thanh linh sơn." Tịch Phong Đào mỉm cười lên tiếng nói: "Nếu ngươi chủ động đem gốc thần thụ này hiến ra, 12 Vu Tổ Ngọc Hư Cung chúng ta bảo quản, chúng ta tự nhiên không làm trái lời hứa. Các ngươi ở tiểu nguyên giới có được thu hoạch gì thì như trước đều thuộc về các ngươi." 12 Vu Tổ các ngươi đây là muốn cướp đoạt gốc cây thế giới của ta sao? Diệp Húc hướng bốn phía quét mắt liếc một lần lên tiếng nói. Trần Thiên Công ánh mắt vẫn gắt gao nhìn vào cây thế giới, gằn lên từng chữ: "Không phải là cướp, mà là do ngươi chủ động hiến nó cho chúng ta, cầu chúng ta bảo quản giúp ngươi kìa." "Đúng vậy, là ngươi mở miệng trước xin chúng ta bảo quản nó giúp ngươi." Vu Tổ khác cười đều đều nói: "Thanh danh 12 Vu Tổ Ngọc Hư Cung chúng ta ở bên ngoài sao lại đi cướp đồ của tiểu bối được? Bất quá là người chính miệng cầu chúng ta cũng ngượng ngùng, không thể chối từ, phải không? Phải không?" "Ồ, thì ra là vậy." Diệp Húc thở ra một hơi, cười híp cả mắt nói: "May mắn là ta bình sinh không có thói quen đi cầu người khác. Vốn ta cho là đường đường là 12 vị lão tổ Ngọc Hư Cung, nói chuyện giống như đánh rắm, hồi không chịu được, còn tính động thủ cướp đoạt bảo vật của ta, dùng mạng để đổi lấy. Nay xem ra là vẫn bối hiểu lầm các vị rồi." Hắn xuất ra ngọc lâu, đem gốc ngọc thụ thế giới này thu hồi vào rồi cười nói: "Gốc thần thụ này cũng không cần nhọc tâm 12 vị Vu Tổ các vị. Mặc dù vãn bối không có bao nhiêu thực lực, thế nhưng việc bảo hộ đồ đạc của mình thì rất dụng tâm." Đám người Chân Thiên Công sắc mặt khẽ biến. Tịch Phong Đào cười ha ha, điềm nhiên lên tiếng nói: "Buồn cười, 12 Vu Tổ chúng ta nhìn chúng thứ gì đó, có gì là không làm được chứ? Cho dù là cướp của ngươi, ngươi cho rằng thì như thế nào? Người rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách trưởng bối sư môn như chúng ta đây. Lão phu trước cướp thần thụ của ngươi, sau lại đem đồ bất thiếu như ngươi xử tử để mà răn đe." Diệp Húc ánh mắt phát lạnh, gắt gao chằm chằm nhìn vào hắn, tiến lên phía trước một bước dài, giáp mặt với vị Vu Tổ này, điềm như nói: "Lão cậu, ngươi muốn cướp thần thụ của ta rồi xử tử ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì chứ?" Khí thế của hắn ngất trời, nhìn sát Tịch Phong Đào cười lạnh lên tiếng nói: "Người có biết xuất thân của ta hay không? Ai là người đứng phía sau ta hay không? Cướp đồ của ta còn phải xử tử ta. Nếu kinh động đến người đứng phía sau ta, lão nhân ra người bóp chết một Vu Tổ như ngươi đơn giản như bóp chết một con kiến, một con gà bình thường vậy." Tịch Phong Đào lại bị hắn bước lùi ra phía sau, không dám nhìn vào ánh mắt của hắn. Diệp Húc nhìn một vòng chung quanh, ánh mắt lướt qua trên mặt từng Vu Tổ tại đây, cười lạnh lên tiếng nói: "Các ngươi ai dám động đến một cọng tóc của ta thử xem, xem gặp các ngươi sẽ chết như thế nào nào. Người sau lưng của ta sẽ cho các ngươi bị hành hạ thống khổ ngàn năm vạn năm, đến khi nộ hỏa trong lòng của lão nhân ra ngài tiêu bớt thì mới chậm rãi từng chút một giết chết các ngươi." Trong lòng đám người Chân Thiên Công lột bột một tiếng, lần này gia nhập vào Ngọc Hư Cung phần đông đệ tử đều có lai lịch lớn, duy chỉ có Diệp Húc là bọn họ không nhìn ra manh mối chỗ dựa của hắn.
Trần Thiên Công thậm chí còn hoài nghi phía sau Diệp Phúc là một vị đế quân. Giờ phút này Diệp Phúc đang tức giận, nói ra lời này không khỏi làm cho bọn họ phải xử lý cẩn thận. Nếu không chọc giận người đứng phía sau Diệp Phúc, vậy có thể bọn hắn không gánh vác nổi. Phong Thủy Vân đảo đảo con ngươi, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Diệp huynh, từ hạ giới phi thăng lên thượng giới, mới vừa tiến vào thiên giới, liền hiện ra tại phụ cận tạo hóa môn ta rồi. Sau lưng hắn khi nào lại có một vị vô địch cường giả làm chỗ dựa rồi chứ? Chẳng lẽ là tạo hóa thần vương ư? Mà cũng không đúng, tạo hóa thần vương tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng vẫn không thể làm 12 vu tổ kiêng kỵ như vậy được. Chỗ dựa phía sau của 12 vu tổ là đương kim thiên đình thiên triều, chư thiên thần vương trên danh nghĩa là phải nghe theo sự điều khiển của thiên triều. Dù là tạo hóa thần vương cũng không có khả năng đối kháng trực tiếp với thế lực thiên triều. Chỉ có đế quân có đại năng lực không cần đến thiên triều ở phía sau mới có thủ đoạn làm cho 12 vu tổ thống khổ ngàn năm, vạn năm rồi xử lý bọn họ. Hạo Thiên Khuyển cũng một mảnh mờ mịt, há to mồm, thầm nghĩ ở trong lòng. Ta như thế nào mà không biết chủ nhân từ lúc nào có một chỗ dựa cứng đại như vậy đấy? Trần Sư Huynh, 12 vu tổ Ngọc Khôi Cung chúng ta lúc trước đã nói qua rồi. Đệ tử từ tiểu nguyên giới nếu đạt được bảo vật, tự nhiên là do đệ tử đó xử trí. Lần này sư huynh ngươi có chút quá đáng rồi. Tổ Nhược Hải vẫn một mực không mở miệng nói chuyện, đột nhiên ha cười nói. Trần Sư Huynh, ngươi tuy có lòng bảo vệ cho đệ tử, thế nhưng lời nói của ngươi lại có chút kịch liệt một chút rồi. Như vậy dễ dẫn đến hiểu lầm. Người khác còn tưởng rằng 12 vu tổ chúng ta không biết xấu hổ, muốn cướp bảo vật của đệ tử ấy chứ. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Phúc, hòa ái cười nói. Ngươi tên là Diệp Phúc sao? Tự là thiếu bảo ư? Quả nhiên là tên hay, tên hay. Ngươi không cần có khúc mắc trong lòng. Vừa rồi Chân Sư Huynh, Tịch Sư Huynh, bọn họ cũng là muốn tốt cho ngươi thôi. Ngươi thân mang dị bảo, tất nhiên sẽ khiến cho người khác mơ ước. Hoài Bích có tội, sẽ mang đến cho ngươi phiền toái không cần thiết kìa. Bởi vậy, muốn ngươi đem thần thụ này giao cho 12 vu tổ chúng ta bảo quản giúp. Ngươi nếu như không muốn, cứ coi như chưa phát sinh chuyện gì đi. Hắn cười ha ha, hướng nắm người Lăng Tiêu Thái Tử quét mắt một cái cười nói. Các người có thể sống đi ra từ tiểu nguyên giới đều là có tư chất xuất chúng cả, thực lực kinh người, có thể tài bồi. Này các người đã là đệ tử của Ngọc Khư Cung ta rồi, từ giờ các ngươi cùng sư môn trước kia không còn quan hệ. Hắn tiếp tục lên tiếng nói. Đợi một chút nữa, lão phu sẽ sang người dẫn các ngươi đi tham quan, sau đó cho các ngươi lựa chọn linh sơn và tu luyện. Diệp Phúc không nói một lời, lạnh lùng nhìn Tịch Phong Đào. Đột nhiên hư không tạo vật, trong tay xuất hiện một con gà con. Tay hơi dùng sức, liền đem con gà con này bóp nát. Tịch Phong Đào sắc mặt xanh mét, tức giận đến nỗi hai tay run run. Diệp Phúc cười ha ha, vạn phần kiêu ngạo, dáng vẻ nhất thời đắc ý, cười to nói. Dám chọc ta, ta liền bóp chết ngươi, như bóp chết con gà con này, bóp chết con gà con này. Tịch Phong Đào nghiến răng nghiến lợi cũng không dám nói gì với Diệp Phúc. Lúc này chưa rõ thân phận Diệp Phúc, cho dù là Vô Hoàng Sách cũng vô pháp điều tra ra lai lịch của hắn, làm cho 12 vu tổ rất là kiêng kỵ. Nếu không biết xuất thân của hắn, căn bản không dám có dị động gì. Lăng Tiêu Thái Tử cười lạnh một tiếng, đi đến trước người Diệp Phúc, nhìn thẳng vào mắt Diệp Phúc nói. Người giết đại nhật thập nhị vệ của ta, cướp thần vật của ta, ta với người thủ sâu như biển. Người khác không dám động tới ngươi, thế nhưng cha ta đã sắp trở thành đế quân, ta cũng đã sắp trở thành vu tổ. Trong thiên hạ, ngoài ta ra, không ai dám giết ngươi. Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết ở trong tay của ta thôi. Diệp Phúc trong tay lại xuất hiện một con gà con, rồi lại bóp lát, thản nhiên nói. Lại ở dám trước mặt ta kêu gào, ta sẽ bóp chết ngươi như vậy này. Lăng Tiêu Thái Tử sắc mặt đỏ lên, tức giận hừ một tiếng, sát khí trong mắt bắn ra bốn phía, hận không thể lập tức nhào lên mà đánh chết tên này. Có Tổ Nhược Hải đứng ra, 12 vu tổ lại đưa ra nghi vấn với mọi người, hỏi xem trong tiểu nguyên giới đến tận cùng phát sinh chuyện gì, lại làm cho nhiều thần hoàng, thánh hoàng như vậy chết đi. Nhưng dù cho đã nghe hung danh của thiên giới Âm Ám Điện, thì bọn họ là vu tổ cũng không khỏi dùng mình một cái, không dám nhắc lại việc này nữa. Có nhiều thần hoàng, thánh hoàng chết trong tay Diệp Thiếu Bảo như vậy sao? Đám người chân thiên công nghe được Diệp Húc độc chiếm thần thụ, đã đơn độc ngạnh kháng cùng đám người Lăng Tiêu Thái Tử, Thiên Thần Tử vẫn đánh gục hơn 10 tên thần hoàng, thánh hoàng, thì trong lòng vui vẻ, liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Tiểu tử này đắc tội với nhiều người như vậy, không cần chúng ta ra tay thì hắn cũng sẽ bị kẻ khác xử lý thôi. Lập tức có người dẫn đám người Diệp Phúc tiến vào Ngọc Khư Cung tham quan trước, hồi sau cũng không biết đã đi nơi nào, chỉ có bỏ lại một chỗ ngồi.
Một lúc lâu sau, lại có một người dẫn mọi người đến Linh Sơn, phân công Linh Sơn để mà tu luyện. Diệp Phúc cũng bị một đồng tử dẫn đến một tòa Linh Sơn. Dẫn đến trước một tòa đạo quan thì dừng lại, chỉ nghe đồng tử kia nói: "Diệp lão gia, trong núi có linh mạch, thấp nhất cũng là tiên linh chi mạch rồi, đều đã bị các vị vu tổ phong ấn, mỗi ngày phun lên linh khí đủ cho thánh hoàng tu luyện. Bất quá phong ấn linh mạch này, lão gia vạn lần không được động đến. Những linh mạch này chính là căn cơ của Ngọc Khư Cung ta. Nếu như lão gia đem linh mạch lấy đi, Linh Sơn sẽ bị phế." Diệp Phúc gật đầu, vẫy tay làm cho đồng tử lui ra, rồi thở ra một hơi thầm nghĩ: "Ta lần này thổi ra châu, phòng trường có thể tạm thời trấn trụ 12 vu tổ của Ngọc Khư Cung. Bất quá qua không lâu nữa, bọn họ hơn phân nữa có thể điều tra ra được lai lịch của ta. Nếu để cho bọn họ biết là ta đến từ hạ giới, không có bối cảnh gì, cũng không có đế quân thần vương chống lưng cho ta, vậy thì ta nguy hiểm rồi." Hắn đúng là nghĩ đến đám người Lăng Tiêu Thái Tử, cơ hồ mỗi người đều có lai lịch phi phàm. Vì vậy mới hung hăng thổi phồng một phen, trấn trụ được 12 vị vu tổ, miễn cho thần thụ bị người tham lam cướp đi. Diệp Phúc nhíu mày, bây giờ trong Ngọc Khư Cung tạm thời an toàn, thế nhưng cũng sẽ không được bao lâu. Hắn từ hạ giới phi thăng lên thiên giới, từ địa điểm đặt chân đầu tiên là Tạo Hóa Môn thì phải chiến đấu không ngừng, sớm bị không ít người nhìn thấy. Nếu như đám người Chân Thiên Công điều tra đến địa giới của Tạo Hóa Môn, nhất định có thể nhìn ra lai lịch của hắn. Đến lúc đấy, giữ cơn thịnh nộ của những vu tổ này, tính mạng Diệp Phúc tất nhiên là khó có thể giữ được. Đáng tiếc là không thể lập tức rời khỏi Ngọc Hư Cung, nếu không chính là có tật giật mình, dễ dàng bị 12 vu tổ nhìn ra đầu mối, khiến cho bọn họ hoài nghi. Nếu như 12 vu tổ hoài nghi thân thể của ta, biết được sau lưng ta căn bản không có cái gọi là cao thủ, vậy có thể sẽ lập tức muốn tính mạng của ta rồi. Thực lực của vu tổ cường hãn đến cực điểm, từ những sắc sống liền có thể thấy được. Trong đó có một sắc sống vu tổ chỉ hơi hơi nâng tay là có thể đem đám người Diệp Húc, Lăng Tiêu Thái Tử hết thảy giam cầm ở trên không trung. Mà Chân Thiên Công vu tổ này mặc dù không bằng với sắc sống đấy, thế nhưng cũng không kém nhau là mấy. Trong khoảng thời gian ngắn này, ta càng kiêu ngạo, càng hoành hành ương ngạnh thì lại càng an toàn. 12 vu tổ càng không dám đụng đến ta. Một khi đã như vậy, ta đây liền tiếp tục kiêu ngạo. Đợi đến khi ta đem cây thế giới hoàn toàn luyện hóa hấp thu rồi là có thể thành tựu thánh hoàng. Sau đó lại tùy thời rời khỏi nơi này, ra ngoài tiêu diêu tự tại. Diệp Húc nghĩ đến đây thì tĩnh tâm lại, tiếp tục đi vào phòng tu luyện trong đạo quán này. Chỉ thấy trong phòng tu luyện này, tiên linh chi khí chỉ có chút nồng đậm so với ngoại giới. 12 vu tổ này thật sự là keo kiệt, thậm chí cũng không có cả thái thanh linh mạch để cho ta tu luyện. Diệp Phúc khẽ lắc đầu, xuất ra ngọc lâu, lấy ra thần thụ, lập tức bắt đầu hấp thu năng lượng chất chứa trong thần thụ. Chỉ thấy vô số đạo văn đạo ngân, thần văn chen chúc nhau dung nhập vào trong cơ thể của hắn, từng bước đánh sâu vào cảnh giới thánh hoàng. Cũng trong lúc bấy giờ, khốn kiếp mà. Sau khi đám người Diệp Phúc rời khỏi, Tịch Phong Đào giận đến tím mặt, há to mồm hét lớn: "Tức chết ta rồi, một tên vô hoàng nho nhỏ, ngay cả thánh hoàng cũng không đạt được, chỉ là một con kiến hôi mà cũng dám uy hiếp ta, uy hiếp lão tổ. Tên tiểu tử này, lão phu nhất định phải giết hắn mới hạ được cơn giận này, làm cho hắn sống không bằng chết ngàn năm, vạn năm." Gương mặt của Chân Thiên Công cũng âm trầm, giơ tay lên nói: "Tịch sư huynh bình tĩnh, đừng nóng vội. Lai lịch của tên này thậm chí không có ở trong vu hoàng sách, hẳn là có lai lịch lớn rồi. Giết hắn thì đơn giản, nhưng còn người phía sau hắn sẽ làm cho Ngọc Khư Cung gặp đại phiền toái. Việc cấp bách bây giờ là điều tra rõ ràng lai lịch của hắn ta, cường giả thần bí sau lưng hắn đến tận cùng là ai đây?" Một gã vu tổ gật đầu nói: "Việc này ta đã phái người xử lý, thu thập tin tức, bất quá thiên giới lại quá lớn, khó có thể thu thập tin tức về xuất thân một người trong thời gian ngắn được. Lâu thì một năm, nhanh thì năm ba tháng sẽ có tin tức chuyển đến thôi." "Tiểu tử này cũng không khó đối phó, khó đối phó chính là người ở sau lưng hắn ta kìa. Tịch sư huynh, người muốn hắn chết kỳ thật rất đơn giản." Lại có một tên vu tổ ha ha cười nói: "Chúng ta đều là vu tổ, thần thông quảng đại, giết chết một vu hoàng còn không đơn giản hay sao? Hắn giết nhiều thần hoàng như vậy, tùy tiện một vị thần vương ra tay là có thể dễ dàng đưa hắn vào chỗ chết được. Lăng Tiêu Thái Tử cũng muốn giết hắn. Lăng Tiêu Thái Tử, tên này chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tiệu vu tổ. Nếu là có thể trở thành vu tổ, đó là một bước lên trời. Tiêu diệt hắn cũng không phải chuyện khó khăn gì cả. Nếu là hắn giết Diệp Tiểu Bảo, tự nhiên có Đại Nhật Thần Vương cùng ở sau lưng của Diệp Tiểu Bảo xảy ra tranh chấp rồi. Còn chúng ta thì không có quan hệ trong chuyện này." Tịch Phong Đào nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay cười nói: "Hay, đúng vậy.
Những vu tổ chúng ta muốn giết một tên vô hoàng quả thật là rất dễ dàng, thậm chí còn không cần động thủ. Thiên giới có nhiều nơi nguy hiểm như vậy, thậm chí có nhiều chỗ ngay cả thần vương tiến vào cũng khó mà bảo toàn tính mạng. Chỉ cần giao cho hắn làm một cái nhiệm vụ sư môn, đem hắn phải đi qua những nơi đó, chắc chắn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là một thánh hoàng lại dám dùng thân phận của kẻ chống lưng cho hắn tới dọa nạt chúng ta, chê sống đủ lâu hay sao? Lấy ý kiến của ta, không cần mượn người khác ra tay, chỉ cần phái hắn ra ngoài Ngọc Hư Cung chấp hành nhiệm vụ sư môn, nửa đường mà chặn giết, trực tiếp giết chết hắn, cướp lấy thần thụ. Thần không biết quỷ không hay. Cũng trong lúc bấy giờ, trên một linh sơn của Ngọc Hư Cung, Lăng Tiêu Thái Tử với bộ mặt âm trầm đang hấp thu linh khí, tu vi quanh thân phập phồng hóa thành một mảnh đạo văn đạo ngân dũng mãnh tiến vào trong đạo môn của hắn. Sau một trận chiến với Diệp Húc, đạo môn của hắn bị Diệp Húc đánh nát không biết bao nhiêu đạo văn đạo ngân, thậm chí bản thân còn bị Diệp Húc đánh cho hộc máu trọng thương. Đây cũng là lần đầu tiên bị thương của hắn sau nhiều năm trời. Lăng Tiêu Thái Tử, xem ra ngươi lúc này bị thương không nhẹ đâu. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận cười to, Lăng Tiêu Thái Tử gương mặt trầm xuống, thanh âm lạnh lùng lên tiếng: "Là ai dám cười nhạo ta vậy?" Đây cũng không phải là cười nhạo, mà chỉ nói sự thật thôi. Lăng Tiêu Thái Tử, ngươi cùng Diệp Thiếu Bảo có xung đột, bị hắn đả thương, ta đều thấy rõ, điểm ấy ngươi không thể phủ nhận. Một gã nam tử ngẩng đầu, ưỡn ngực, bước vào đạo quan của Lăng Tiêu Thái Tử, ánh mắt như điện, hướng hắn quét tới, cười nói: "Không chỉ có mình ngươi bị Diệp Thiếu Bảo đả thương, cho dù là đại thánh ta cũng bị thương trong tay của hắn. Trừ chuyện đó ra, đám người ba vũ thần, Thiên Cơ thiếu chủ, Thần Vực Thánh Hoàng, Lạc Thần, tất cả đều chết trong tay của hắn ta. Tên này trước không có danh tiếng gì, đại thánh ta chưa từng có nghe nói qua kẻ này, cố tình đem những nhi tử thần vương nổi danh thánh hoàng đánh cho hoa rơi nước chảy, bị hắn liên tục chém giết hơn 10 người, cho chúng ta không dám vác mặt ra ngoài. Cái mối đại thù này chẳng những Lăng Tiêu Thái Tử ngươi phải báo, Yêu Thần Cung ta đồng dạng cũng phải báo kìa." "Yêu Thần Tử?" Lăng Tiêu Thái Tử ánh mắt sắc bén dừng ở trên thân người này, thanh âm lạnh lùng nói: "Nghe ý tứ của ngươi là muốn mượn sức mạnh của Yêu Thần Cung đến diệt trừ tên này sao?" "Sao? Chẳng lẽ ngươi còn có diệu kế khác sao?" Yêu Thần Tử hỏi ngược lại. Lăng Tiêu Thái Tử cười ngạo nghễ: "Chỉ cần ta tu thành vu tổ, bóp chết hắn tự như bóp chết một con kiến, căn bản không cần mượn sức của ngươi." "Lăng Tiêu Thái Tử, nếu ngươi giết Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo, gốc thần thụ sẽ nằm trong tay ai đây? Việc này chi bằng chúng ta bàn bạc kỹ hơn đi." Ngoài cửa lại truyền đến một thanh âm: "Không sai, không sai." Lại có thêm một người bước nhanh đến cười nói: "Giết Diệp Thiếu Bảo không khó, chỉ cần hắn rời khỏi Ngọc Hư Cung là có thể động thủ. Bất quá gốc thần thụ trên người hắn ta cũng khiến cho 12 vu tổ động tâm, không biết xấu hổ mà ra tay cướp đoạt. Từ đó có thể thấy được giá trị bảo vật này không hề nhỏ. Cho dù Lăng Tiêu Thái Tử ngươi có thể đột phá mà trở thành vu tổ, xong giết hắn chỉ sợ lúc đó cũng gặp phải đánh lén của 12 vu tổ, có kết cục thân tử đạo vong. Mà thần thụ lại tiện nghi cho 12 lão vu tổ già mà không biết xấu hổ kia. Chúng ta chi bằng nghĩ ra một cái diệu kế thôi." Lại có một người từ từ đi tới cười nói: "Nếu có thể đoạt được thần thụ lại không bị 12 vu tổ đánh lén, sau khi thần thụ tới tay, cộng đồng chúng ta cùng hưởng vật đấy, dưới tán cây ngộ đạo, cố gắng đột phá, tất cả cùng trở thành vu tổ." Lăng Tiêu Thái Tử ánh mắt chớp động, chỉ thấy tại đạo quan của hắn, người tới càng ngày càng đông, tất cả đều đến từ các thế lực lớn. Thần hoàng, thánh hoàng tụ tập dưới một chỗ, có khoảng hơn 20 người, thì không khỏi mỉm cười lên tiếng: "Tốt, tốt. Nếu mọi người đã một lòng, như vậy ta liền không ngại lộ ra một bí mật cho các người biết. Bên trong 12 vu tổ đã có người đầu nhập vào Đại Nhật Thần Dương Cung ta, âm thầm ủng hộ phụ hoàng ta, Đại Nhật Thần Vương, trợ giúp hắn cướp lấy đế vị. Chuyện đoạt gốc cây thần thụ của Diệp Thiếu Bảo, ta đã có an bài, tuyệt sẽ không để cho vu tổ khác nhúng tay vào." Mọi người liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra vẻ khiếp sợ. 12 vu tổ chính là thân tín của thiên đình, không nghĩ tới Đại Nhật Thần Vương cư nhiên đã mua được một vị vu tổ, được vị vu tổ này nguyện ý trung thành. Tin tức này thật sự là quá kinh người. Bất quá Lăng Tiêu Thái Tử cũng không nói tên người nọ, không để đám người biết kẻ đó đến tận cùng là ai. Lăng Tiêu Thái Tử vui vẻ hào phóng: "Cho dù chuyện đến tai của thiên đình thì thiên đình cũng không thể làm gì. Nếu như nghi kỵ lung tung sẽ làm cho 12 vu tổ ly tâm." Lăng Tiêu Thái Tử cười ha ha nói:
Phụ hoàng ta tương lai tất sẽ thành tiên đế, vinh quang đăng cơ. Nếu như các người thức thời, hãy bái ta làm đại sư huynh, kết thành đồng môn sư huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau, vì tương lai của các ngươi để lại một đường lui. Đến lúc phụ hoàng ta đăng cơ xưng đế, thanh trừ quần hùng thiên hạ, thì các ngươi cũng có thể bảo trụ tính mạng của mình với người nhà. Đại Nhật Thần Vương quả nhiên thần thông quảng đại, không hổ là bá chủ một phương. Yêu thần tử kịp phản ứng trước tiên, chắp tay vái dài cười nói: một khi đã như vậy, tiểu đệ trước tiên bái kiến đại sư huynh. Mọi người liếc nhau đồng loạt vái dài, cất cao giọng nói: bái kiến đại sư huynh, bái kiến đại sư huynh. Lăng Tiêu thái tử thỏa mãn cười ha ha, thầm nghĩ: phụ hoàng ta đang cư xưng đế, nhưng hắn không chỉ có ta là nhi tử, ta trước mắt cứ xây dựng một đám thuộc hạ cho mình, như thế có thể có chỗ đứng yên ổn được. Đại sư huynh, Diệp Thiếu Bảo kẻ này lợi hại phi thường, nếu hắn ở trong khoảng thời gian này rời khỏi Ngọc Cư Cung, chỉ sợ bằng chúng ta còn không thể ngăn hắn lại được. Không bằng đưa tin tức hắn giết chết đám người Thiên Cơ Doanh thiếu chủ truyền đi, làm cho hắn ở bên ngoài nửa bước cũng khó đi, không dám rời khỏi Ngọc Cư Cung kìa. Ngũ Đế Cung Trác Thanh Chủ cười nói. Trong mắt của yêu thần tử, thần quang chớp động cười nói: không chỉ như thế, nguyên cái chết đám người Thiên Thần Tử hết thảy cứ vứt xuống trên đầu hắn đi, hung hăng chụp phân lên hắn, làm cho hắn trong cửu thiên này nửa bước cũng khó đi. Vô luận đi đến nơi nào đều bị người đuổi giết, chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong Ngọc Cư Cung. Đại sư huynh ngươi trở thành vu tổ, liền đem hắn ra ngoài Ngọc Cư Cung, lấy tính mạng của hắn, cướp lấy thần thụ. Hay, ý kiến hay. Lăng Tiêu thái tử vỗ tay tán đồng, trầm giọng nói: các ngươi lập tức đi tiền truyền tin tức cho ta, ta muốn làm cho cuộc sống hàng ngày của hắn phải gặp khó khăn kìa. Mặt khác, hắn quét mắt chung quanh một cái rồi cười lạnh nói: còn có rất nhiều người không có đến thăm viếng đại sư huynh như ta đây. Những người này tất cả gọi tới cho ta, làm cho bọn chúng thần phục ta. Nếu bọn chúng không đến, liền hung hăng đánh cho ta, làm cho bọn họ chịu thua, cho bọn hắn biết cái gì mới gọi là trời cao đất rộng. Về phần hai tên chó săn của Diệp Thiếu Bảo là Phong Thủy Vân và Phó Tây Lai kia, hắn lộ ra ý cười dữ tợn: hai tên này chọn sai trận doanh, khi nhục bọn chúng cho ta, bôi nhọ bọn chúng khắp nơi, làm cho bọn chúng bên trong Ngọc Hư Cung không ngóc đầu lên được để làm người được. Ta muốn cho bọn chúng biết chọn sai trận doanh thì sẽ có kết cục như thế nào. Thiên giới, một mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động. Diệp Phúc trước sau giết chết hơn 50 vị thần hoàng của các thế lực, các phái lớn. Tin tức này lan truyền nhanh chóng khắp thiên giới, không biết đã tạo ra bao nhiêu oanh động. U Thiên, Mân Thiên, Dương Thiên, rồi Thương Thiên vân vân, kiểu đại thiên giới, không biết bao nhiêu thế lực khổng lồ, cơ hồ trong cùng một lúc hạ một lệnh truy sát. Lúc này, bên trong Thiên Cơ Doanh, một kỳ nhân thân hình cao kều, khóe miệng run run, đột nhiên tế lên một cái ống trúc dùng để xem bói. Chỉ thấy trong ống trúc có 49 quẻ thăm bằng trúc phóng lên cao. Ở trên không Thiên Cơ Doanh hóa thành 49 thiên đạo, không ngừng tính toán, thôi diễn lai lịch của Diệp Húc. Không có khả năng, thiên đạo tứ kiểu khí của ta có thể hóa thành 49 đạo thiên đạo, suy tính được thiên giới vạn vật. Thế nhưng tính không ra lai lịch của một vua hoàng. Mà cùng lúc đó, trong đại gia thần phủ truyền đến một tiếng gầm giận dữ: con của ta bị một tên họ Diệp giết chết, ta muốn cả thiên hạ không còn một tên họ Diệp nào cả. Ở bên trong một mảnh thần vực từ xa xưa, một trung niên nam tử cường tráng đột nhiên tức giận hừ một tiếng, đem nữ nhân xinh đẹp dưới chân bóp chặt, máu tươi xương vỡ phủ kín toàn bộ long sàng to lớn, tức giận cười nói: trong thiên hạ còn có người can đảm dám giết con ta sao? Con ta lấy trăm vạn mà tính, đã chết một tên cũng không tính là có cái gì to tát, nhưng giết con ta đó là hung hăng tát vào mặt thủy tổ ta. Thái La Thiên Cung, Thiên Tổ Vương Đình, Lạc Thần Thiên Phủ, các thế lực vu tổ thần vương có động tác. Từ sau khi Thương Thiên Đế Tôn chết đi, đế vị bị bỏ không, cửu thiên thần giới đều chìm vào một bầu không khí u ám. Các đại thần vương đế quân tuy rằng dục dịch, thế nhưng lo ngại phải làm chim đầu đàn lọt vào vây công của người khác, bởi vậy thiên giới vẫn còn đang bình yên. Thế nhưng một Diệp Húc liền gây ra rối loạn to lớn, đem tình hình thiên giới đảo loạn, bắt đầu loạn cục. Mà vào thời khắc này, Diệp Húc như trước can an ổn ổn ngồi tại trong đạo quan trong linh sơn của mình, tiếp tục hấp thu năng lượng khổng lồ trong cây thế giới, thầm nghĩ: chỉ cần ta đột phá thành tựu thánh hoàng, liền thần không biết quỷ không hay rời khỏi Ngọc Hư Cung, không dây dưa với những kẻ này. Thiên giới rộng lớn vô cùng vô tận, mà ta tự hạ giới lên, ở thiên giới căn bản không có người quen nào, không có mấy người nhận biết được ta. Từ đó về sau, liền như thần long xuống biển, tiêu diêu tự tại, đi khắp nơi tìm kiếm mảnh nhỏ của cây thế giới.
Đã nhiều ngày hắn an tâm tu luyện, củng cố tu vi càng ngày càng thâm hậu, đến rất gần với Thánh Hoàng. Đáng tiếc là Thủy Chung không thể bước tiếp một bước, đem đạo văn đạo ngân trong cơ thể hóa thành đạo môn, bước vào cảnh giới Thánh Hoàng. Thành tựu Thánh Hoàng cần đem cấm pháp cấm văn của bản thân hết thảy chuyển thành đạo văn đạo ngân, ngưng tụ đạo môn. Nói thì dễ dàng, thế nhưng trên thực tế Vu Hoàng bị nhốt ở cửa ải này thì nhiều không đếm xuể. Có người khổ tu đến khi chết già cũng không thể vượt qua bước này mà để trở thành Thánh Hoàng được. Trạc cây thế giới dần dần héo rũ, đạo văn đạo ngân, thần văn trên cây hóa thành dòng chảy vào trong cơ thể của Diệp Húc, liền bị Diệp Húc hấp thu luyện hóa, củng cố tam thập tam thiên. Mà đạo văn cùng thần văn thì giống như giải băng vần quanh phía sau của hắn. Trong giải băng phía sau hắn, tam thập tam thiên giới, 10 tầng u minh thế giới, 3000 thế giới, hết thảy bị đạo văn thần văn vây quanh, còn có một tòa lục đạo luân hồi to lớn mở ra giới u minh thiên, đem 3000 thế giới bao phủ vào trong. Đạo môn khó thành, trên thiên giới thánh hoàng tuy rằng không ít, thế nhưng những thánh hoàng này thường có cao nhân chỉ điểm, có môn phái chống lưng, cũng có những kinh nghiệm quý giá của tiền nhân để cho bọn họ tham khảo. Mà Diệp Húc lại tự mình mò mẫm tu luyện tới được bước này, bàn vương khai thiên kinh của hắn đã muốn tự hành hệ thống, vì vậy pháp môn cùng kinh nghiệm của tiền nhân đối với hắn tác dụng không lớn nhiều, chỉ có thể dùng để mà tham khảo. Hơn nữa, mặc dù hắn gia nhập Ngọc Hư Cung là thiên giới thánh địa, thế nhưng cũng không được Ngọc Hư Cung ủng hộ giúp đỡ, không có người chỉ điểm. Có thể nói hắn hoàn toàn là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, chính mình tự mò mẫm đường đi. Đến tuột cùng ta cuối cùng sẽ ngưng tụ ra loại đạo môn gì đây? Diệp Húc cẩn thận cân nhắc. Hắn gặp qua không ít đạo môn thánh hoàng như là Xích Đế Ma Môn của Xích Nguyên Ma Tôn, Hắc Đế Ma Môn của Hắc Thiên Ma Tôn, Đại Già Chi Môn của Thiên Thần, Tạo Hóa Đạo Môn của Phong Thủy Vân, Thần Vực Chi Môn của Thần Vực Thánh Hoàng, chủng loại đa dạng, nhưng là uy lực mạnh nhất vẫn là Thuần Dương Thánh Môn của Lăng Tiêu Thái Tử. Mà chất lượng cao thì thuộc về Đế Tuệ 18 tòa công đức chi môn. Vu Hoàng, Thánh Hoàng có thể ngộ ra nhiều đạo văn, tu thành đạo môn thì càng mạnh mẽ, đạo môn chất lượng càng cao, thành tựu tương lai càng lớn, đây là điều ai cũng biết. Diệp Húc bản phương khai thiên kinh cất chứa nhiều loại kinh điển, tự tạo ra hệ thống thành một trường phái riêng. Đạo môn của hắn khẳng định hoàn toàn bất đồng cùng với tất cả đạo môn của các thánh hoàng khác. Bất quá, nếu như tùy tiện ngưng tụ ra đạo môn sẽ có thể làm cho căn cơ của hắn từ trước tận tâm khổ cực xây dựng bị hủy diệt chỉ trong chốc lát, phải cực kỳ thận trọng, hoàn toàn thể ngộ mới có thể tạo ra đạo môn hoàn mỹ được. Tâm pháp Hạo Thiên Đại Đế tự thành một con đường khác, cường mạnh bá đạo. Đạo môn của hắn là Thuần Dương Thánh Môn. Đạo môn này chất lượng cực cao, không như những cái bình thường. Diệp Húc cẩn thận kiểm kê những đế cấp tâm pháp đã thấy, thầm nghĩ. Thành đế thì sáng tạo ra Hồng Mông Thanh Liên, tu đến Thánh Hoàng cảnh giới sẽ thành Hồng Mông Đạo Môn. Phía sau Đạo Môn là Hồng Mông Đại Đạo, so với Thuần Dương Thánh Môn chỉ có hơn chứ không có kém. Mỗi một loại đế cấp tâm pháp lướt qua đầu hắn, Tây Hoàng khai sáng Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh tu thành đạo môn, tất nhiên là Nam Thiên Môn, tái hiện viễn cổ thiên đình to lớn, bao la hùng vĩ. Nam Thiên Môn phong ấn chư thiên, xác thực có thể nói là đế cấp tâm pháp. Đế Tuệ Công Đức Chi Môn chính là do Đế Khốc Thần Vương sáng chế, tự thành một hệ thống, tu thành Thánh Hoàng về sau sẽ sở hữu 18 tòa thiện ác công đức chi môn, uy lực kinh người. Huyền Thiên Đại Đế Huyền Thiên Chân Kinh ngưng tụ mà thành là Huyền Tẫn Chi Môn, nắm sinh tử trong tay, cắn nuốt vạn vật, dưỡng dục vạn vật. Tinh Cung Tổ Sư khai sáng Đại Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Pháp, tạo ra Tinh Không Chi Môn, uy lực cũng là không kém, thế nhưng còn không phải đế cấp tâm pháp. Thế nhưng là những tâm pháp luyện ra đạo môn này cũng không đề cập qua Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương khai sáng ra Chư Thiên Thần Môn. Chư Thiên Thần Môn từ đạo văn đạo ngân trong tam thập tam thiên giới xây dựng mà thành, vô cùng cường đại, siêu việt hơn Thuần Dương Thánh Môn, Hồng Mông Đạo Môn, Nam Thiên Huyền Tẫn Chi Môn. Chư Thiên Thần Môn uy lực cường đại, nhưng Diệp Húc sẽ không đi cùng con đường với Nguyên Thủy Thiên Vương. Đạo môn của ta cất chứa chư thiên, cất chứa thập địa, cất chứa 3000 thế giới, là tham chiếu từ viễn cổ thiên đình phân chia thế giới, và có bản vương khai thiên ý chí. Bởi vậy, đạo môn của ta chính là thiên nhân tam giới, chính là nguyên thủy, chính là bản vương, ta chính là ta. Đột nhiên, trong lòng Diệp Húc hiểu ra, phía sau đạo môn chính là đại đạo. Từ đạo môn chung đi ra, sẽ đem đạo văn đạo ngân hóa thành đại đạo, thành đạo vận trở thành vu tổ. Bởi vậy, hình thái chủ đạo của đạo môn phải tuân theo bản tâm, không làm trái với bản tâm, trái với ý nguyện tu luyện của bản thân. Dầm...
Trà cây thế giới rốt cục cũng tiêu hao hết tất cả năng lượng, lá cây héo rũ, cành lá điêu linh, nhánh cây hủ hóa thành bụi đất rơi đầy trên mặt đất. Thần vật mà ngay cả Vu Tổ thấy cũng phải động tâm đã hoàn toàn bị hủy trong tay Diệp Húc, hóa thành một bộ phận thân thể Diệp Húc. Vô luận Tam Thập Tam Thiên, Thập Phương U Minh hay là Tam Thiên Thế Giới đều bị bao phủ dưới lục đạo luân hồi. Bản Vương Khai Thiên Kinh của ta lại có phá cái hủ bại mà khai thiên. Khai thiên tích địa, chấn hưng vạn vật ý cảnh, bởi vậy đạo môn của ta sẽ tên là Luân Hồi Thiên Môn. Chư thiên sau luân hồi chính là khai thiên tích địa, thay đổi thiên địa. Thân hình của Diệp Húc chấn động, Tam Thập Tam Thiên Giới, Tam Thiên Thế Giới, Thập Phương U Minh cùng với lục đạo luân hồi phía sau đột nhiên tan rã. Vô số đạo văn, đạo ngân bay ra, tổ hợp lại hóa thành một đạo môn to lớn. Đạo môn này càng ngày càng ngưng động, loáng thoáng hiện ra phía sau hắn. Có nhiều thần văn đạo văn giống như băng vần quanh đạo môn, truyền ra tiếng nhạc du dương giống như được cả trời Vu Tổ thần vương ca ngợi vậy. Rầm một tiếng, đột nhiên luân hồi thiên môn sụp đổ, vô số đạo văn đạo ngân bay khắp trời. Diệp Húc thét lớn một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu, chỉ thấy những đạo văn đạo ngân này dựng hợp lại hóa thành thiên địa nhân tam giới cùng lục đạo luân hồi to lớn dừng lại phía sau của hắn. Ta không thể ngưng thụ ra đạo môn sao? Diệp Húc hơi cân nhắc, nhất thời tỉnh ngộ, biết vì sao mình không thể luyện thành đạo môn. Ta cũng không phải không thể luyện thành đạo môn, mà là do tích lũy quá ít làm cho đạo môn không ổn định. Phải có nhiều đạo văn đạo ngân hơn, tiếp tục hoàn thiện Tam Thập Tam Thiên Giới mới có thể luyện thành đạo môn, không làm cho đạo môn sụp đổ nữa. Hơn nữa, ở thời đại viễn cổ tồn tại 18 tầng địa ngục, mà Thập Phương U Minh Ma Giới chỉ là thế giới hình thành từ mảnh vụn của địa ngục thôi, không thể thay thế 18 tầng địa ngục được, nên chưa thể chân chính hình thành thiên địa nhân tam giới. Cần lĩnh ngộ ra đạo văn đạo ngân của 18 tầng địa ngục mới có thể hoàn toàn luyện thành đạo môn, làm cho đạo môn bền vững, như vậy sẽ không bị sụp đổ nữa. Hắn nghĩ đến đây không khỏi nhíu mày, nay hắn đã tu luyện tới đỉnh vô hoàng cửu phẩm, tu vi thâm hậu, so với Thánh Hoàng đỉnh phong còn muốn khủng bố hơn mấy lần. Nếu là người khác, sớm đã có thể luyện thành đạo môn trở thành Thánh Hoàng, Đại Thánh. Mà luân hồi thiên môn của hắn lại cần tích lũy vô cùng thâm hậu, hoàn thiện thiên địa nhân tam giới, sau đó dưới sự thống ngự của đạo lục đạo luân hồi mới có thể hóa thành đạo môn vững chắc được. Ta có được số mệnh 3000 thế giới, dùng đạo văn đạo ngân xây dựng 3000 thế giới, lại hấp thu tích lũy khổng lồ từ cây thế giới, đổi lại là người khác cũng có thể luyện thành 100 cái đạo môn rồi. Bất quá ta còn cần phải tích lũy khổng lồ nữa mới có thể thành tựu đạo môn được. Diệp Phúc thở dài, luyện thành đạo môn không thể chỉ một lần là xong được. Để có thêm tích lũy, hắn cần không ngừng lĩnh ngộ tri thức mới. Luân hồi thiên môn của hắn quá mạnh mẽ, nghịch thiên, làm cho tích lũy trước mắt của Diệp Phúc không thể thừa nhận uy năng khi ngưng tụ ra luân hồi thiên môn. Diệp Phúc phải không ngừng lĩnh ngộ, hoàn thiện thiên địa nhân tam giới mới có thể đem luân hồi thiên môn mà luyện thành. Nếu không, cho dù hắn thí nghiệm vô số lần, luân hồi thiên môn đều sẽ sụp đổ. Ta mặc dù không có đột phá mà trở thành Thánh Hoàng, thế nhưng thực lực so với lúc trong Đại Nhật Thần Dương Cung thì mạnh mẽ hơn mấy lần rồi. Cho dù là kẻ mạnh ở trong nhóm Thánh Hoàng cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Húc đứng dậy, đột nhiên bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Phía trên hư không của thiên giới bị hắn bắn ra một chỉ, phá ra một cái động khẩu nho nhỏ. Bất quá so với Vu Tổ, ta còn không bằng. Vu Tổ mở ra đạo môn, bước tiếp ra ngoài mà tu thành đại đạo, thực lực cùng Thánh Hoàng có cách biệt một trời một vực, có thể coi là thần minh. Thánh Hoàng nhảy ra khỏi phạm trù phàm nhân, siêu phàm nhập thánh, thế nhưng còn không phải là thần minh, chỉ là vừa tiếp xúc đến thôi. Còn Vu có chênh lệch rất lớn, chỉ khi trở thành Vu Tổ mới có thể chân chính oai phong một cõi trên thiên giới. Đột nhiên có một cỗ dao động kịch liệt từ xa chuyển đến, nhanh chóng hướng linh sơn của hắn lao đến, từng thanh âm kịch liệt theo sát sau chấn động rầm rầm. Diệp Phúc trong lòng vừa động, đi ra ngoài đạo quan, ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy Phong Thủy Vân, Phó Tây Lai ở trên không Ngọc Hư Cung bị một đám Thánh Hoàng đuổi giết, bị bức phải chạy trốn tứ phía, đang hướng mình bay tới. Hai người bọn họ quần áo bị xé thành từng mảnh, chật vật đến không chịu nổi. Ở trong công kích nhiều Vu Hoàng tả xung hữu đột, mà ở phía xa xa, Tịch Phong Đào và vài vị Vu Tổ của Ngọc Hư Cung chỉ đứng xem mà không có ý ngăn cản. Phong Thủy Vân đột nhiên bị một kẻ gần bên hung hăng chưởng một cái, ngay ngực hộc máu, văng ngược ra sau, đập vào một tòa linh sơn. Tòa linh sơn này đột nhiên xuất hiện một cái cự đại khí chảo, đem trọn linh sơn bao lại, hẳn là hộ sơn đại trận. Phong Thủy Vân va vào phía trên đại trận, bị chấn đến bắn lên cao, đột nhiên thoáng nhìn thấy Diệp Húc, vội vàng cất tiếng nói khàn khàn kêu lên: "Diệp huynh, cứu ta, mau cứu ta!" Phó Tây Lai cước đạp đạo văn đạo ngân, nhanh chóng lui về phía sau,
rồi kéo lấy Phong Thủy Vân liền hướng Diệp Phúc mà bay tới. Dầm! Một tòa đạo môn áp tới, xúc động cấm chế của Phó Thiên Lai bày ra, thoáng bị ngăn trở, nhưng lại lập tức có 5-6 tòa đạo môn theo sau mà đến, một đường phá hoại, ầm ầm đánh thẳng về phía hai người. Phong Thủy Vân cùng Phó Thiên Lai sắc mặt thảm biến, vội vàng tế ra đạo môn của mình để ngăn cản. Chỉ nghe đoàn một tiếng, đạo môn hai người bị trực tiếp đánh tan, trong miệng hộc máu, không còn lực phản kháng. Diệp Húc nhìn thoáng qua, rồi chuyển đầu hướng về phía Tịch Phong Đào ở phía xa xa, chắp tay nói: Tịch sư thúc, những người này tự động thủ ở trong môn phái, khi dễ đồng môn, chẳng lẽ Ngọc Hư Cung không quản đến hay sao? Tịch Phong Đào hé mắt, giống như độc xà, quét mắt qua Diệp Húc một cái, âm trầm mà nói: Đây là đồng môn luận bàn, chỉ là vì luận bàn vô pháp, vì mục đích cộng đồng cùng tiến bộ, làm sao lại gọi là khi dễ đồng môn được? Hai người bọn họ không phải còn chưa có chết hay sao? Diệp Phúc sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói: Đồng môn luận bàn tự nhiên không gì đáng trách, chẳng qua nếu như xảy ra tai nạn chết người thì phải làm sao đây? Một vị vu tổ ha ha cười nói: Nếu xảy ra tai nạn chết người thì đó cũng là do vô tâm, làm người ta than tiếc chỉ có thể thở dài trời cao ganh ghét anh tài mà thôi. Hắn nói tới đây thì không nói tiếp nữa, ngụ ý là cho dù Phong Thủy Vân cùng Phó Thiên Lai có bị giết thì bọn họ cũng sẽ không quản đến. Nếu như vậy, ta cùng với mấy vị đồng môn sư huynh đệ luận bàn một phen. Diệp Húc bước nhanh tới bên người Phong Thủy Vân cùng Phó Tê Lai, tung ra một quyền hướng 6 tòa đạo môn kia ầm ầm đánh tới. Chỉ thấy hư không chấn động một tiếng, 6 tòa đạo môn bị Diệp Húc một quyền đánh bay, vô số đạo văn đạo ngân theo trên đạo môn bị bóc ra ngoài. Những người kia ra đòn sát thủ, bây giờ bị một quyền Diệp Húc đánh ngược lại, chấn cho miệng hộc máu. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, vừa bước tiến bước ra, đến trên đỉnh đầu một người trong đó, lấy chân đạp xuống. Vị thánh hoàng kia kinh hãi, vừa vàng triệu hồi đạo môn, cứng rắn chắn một cước này của Diệp Húc, cả giận mà nói: Diệp thiếu báo, ngươi cho rằng ngươi là vu tổ có thể dùng một cước để giết chết ta hay sao? Răng rắc một tiếng, đạo môn của hắn trực tiếp bị Diệp Húc dùng một cước đánh nát, hóa thành đạo văn đạo ngân bay đầy trời. Đại cước từ trên trời giáng xuống, giẫm nát đầu của hắn, nhẹ nhàng một tiếng đem đầu lâu của hắn đập nát. Đại cước vẫn tiếp tục hạ xuống, giẫm xuống thân thể không đầu của hắn, một đường đạp xuống cứng rắn, biến hắn thành một bãi thịt vụn. Một cước nhẹ nhàng này của Diệp Húc đã dấy lên một hồi đại phong bạo, cỗ phong quét qua, xé rách nát hư không, đem kẻ này thần hồn câu diệt. Diệp Húc đá ra một cước, liền đem vị đồng môn này một phát giết chết, thậm chí còn dấy lên cự phong, đem mấy người khác tất cả tung lên. Trừ những người ở ngoài ra thì 6-7 người tham gia với công Phong Thủy Vân cùng Phó Tiên Lai thấy tình hình này, không có người nào dám can đảm tiến đến. Một người trong đó do dự hạ xuống, rồi xoay người bay đi, bay đến Linh Sơn chỗ lăng Tiêu Thái Tử. Vị sư huynh này, chúng ta cũng luận bàn một chút nào. Thân hình Diệp Húc chợt lóe, đi đến trước người tên còn lại, một chỉ điểm tới, nhất thời cự phong ngừng lại, thiên địa tựa hồ cũng bị sức mạnh của một chỉ này làm vặn vẹo, xẹt một tiếng, hư không bị chỉ của hắn xuyên thủng, điểm đến vị thánh hoàng kia. Vị thánh hoàng này sắc mặt sợ hãi, cấp tốc lùi về phía sau, đem đạo môn chắn đang trước người. Chỉ nghe đinh một tiếng, đầu ngón tay Diệp Húc điểm lên đạo môn của hắn, làm đạo môn này oanh một tiếng tứ phân ngũ liệt. Đạo văn đạo ngân lại dầm một tiếng, từ trong đạo môn tan rã, phá toái. Phốc! Ngón tay Diệp Húc xuyên thủng mi tâm của hắn, treo hắn ở trên đầu ngón tay. Sự sợ hãi vẫn đọng lại trên mặt của hắn, rồi đột nhiên một thế giới bay ra từ đầu hắn, hóa thành một đại Phật tượng đang ngồi, đem thân thể của hắn đập nát, thân thể đạo môn, đạo văn, đạo ngân, thậm chí là chân linh hết thảy hóa thành hư vô. Liên tục hai vị thánh hoàng bị Diệp Húc nhẹ nhàng đánh chết, các thánh hoàng khác tâm thần lạnh lẽo, vội vàng xoay người chạy trốn. Diệp thiếu báo, người tàn sát đồng môn, vu tổ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một vị thánh hoàng đang bỏ chạy lớn tiếng mà quát: Ồ, ta đây chỉ là luận bàn, thất thủ giết người mà thôi. Lục lão tổ cũng đã nói trước rồi, trong lúc đồng môn luận bàn mà xảy ra tai nạn chết người cũng không phải là cố ý. Diệp Húc hiện ra phía sau hắn, một trường đánh tới, cười lạnh mà nói: Vị sư huynh này cũng là do trời ganh ghét anh tài mà thôi. Dừng tay! Trong một tòa linh sơn, Lăng Tiêu Thái Tử đột ngột phóng lên cao, ngay sau đó đi đến phía sau Diệp Húc, xuất đạo môn ra, hung hăng đánh tới hậu tâm của Diệp Húc, lạnh lùng mà nói: Diệp thiếu báo, ngươi quả như là dã tâm lang sói, thú tính khó sửa. Ở trong tiểu nguyên giới đã giết hại không biết bao nhiêu người, này bái nhập Ngọc Hư Cung lại còn không biết tu tâm dưỡng tính, còn tùy ý giết hại đồng môn, thiên lý khó dung. Diệp Húc cũng không thèm nhìn tới, tay trái một trường bổ ra,
tam thiên thế giới mạnh mẽ xuất hiện, hóa thành vô hoang ấn. Cạch một tiếng vang thật lớn, hung hăng vỗ vào thuần dương thánh môn của Lăng Tiêu Thái Tử. Thuần dương thánh môn này từng vì Lăng Tiêu Thái Tử đỡ không biết bao nhiêu lần công kích của Diệp Húc, chắc chắn dị thường, chính là đạo môn do đế cấp tâm pháp ngưng tụ mà thành. Phía sau đạo môn chính là đại đạo của Hạo Thiên Đại Đế, đạo vận tự thành. Bất quá một trường này của Diệp Húc lại đem đạo môn này đánh cho tứ phân ngũ liệt, chỉ còn lại có một cái khung cửa. Lăng Tiêu Thái Tử thét lớn một tiếng, trong miệng hộc máu, trong lòng vừa sợ vừa giận. Tiểu tử này, thực lực sao tăng trưởng nhanh như vậy được? Ta nhiều ngày trước đã luyện hóa được một đạo vận nhập vào trong đạo môn, thực lực đại tăng. Thật không nghĩ tới vẫn không kích nào một kích chấn trụ được hắn ta. Khi dễ người của ta là do Lăng Tiêu Thái Tử, người đứng sau bảy mưu tính kế phải không? Diệp Phúc tay kia thì đem trưởng đánh tới một vị thánh hoàng, một trưởng đánh người này tan xương nát thịt, rồi quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Thái Tử, mỉm cười nói: không bằng ta và ngươi cũng tới luận bàn một chút đi. Vừa rồi Tịch lão tổ cùng Lục lão tổ, hai vị sư thúc cũng đã nói rồi, đồng môn luận bàn bị giết cũng là do trời ganh ghét anh tài, không biết giữa ta và ngươi ai sẽ bị trời ganh ghét đây. Đột nhiên hắn lật tay hướng Lăng Tiêu Thái Tử đánh tới, chỉ nghe ầm một tiếng nổ, một chiêu vô hoàng ấn này thế nhưng đem hư không thiên giới trực tiếp đắp sập, lộ ra một cái động khẩu to lớn. Trong động khẩu chỉ thấy một bàn tay nắm tam thiên thế giới ầm ầm sụp đổ. Giờ khắc này Lăng Tiêu Thái Tử cảm giác dưới một kích này của Diệp Húc, mình tuyệt đối không thể tiếp được, nhất định sẽ bị Diệp Húc đánh nát đạo môn, mà hắn cũng sẽ bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Tiểu bối, người quá kiêu ngạo rồi, ngay cả nhi tử của Đại Nhật Đế Quân người cũng dám làm hại, chết không có gì đáng tiếc cả. Đột nhiên một bàn tay từ trong linh sơn của Lăng Tiêu Thái Tử bay ra. Bàn tay này giống như do thuần túy đạo vận tạo thành vậy, đại đạo tự thành, làm cho người ta kính ngưỡng, sợ hãi. Đây là do một vị vu tổ ra tay, cùng thánh hoàng có cách biệt một trời một vực. Vu tổ lấy đạo làm vũ khí, diễn biến đạo văn, mượn uy lực của thiên địa hướng về đại đạo, thực lực cực kỳ khủng bố. Diệp Phúc liếc mắt một cái nhìn tới, liền biết mình không phải đối thủ. Luân hồi thiên môn. Đạo văn quanh thân Diệp Phúc gào thét mà ra, đủ loại đạo văn, đạo ngân tuôn ra, chen chúc hướng đại thủ nghênh đón. Vừa mới tiến vào đại thủ thì đột nhiên ngưng tụ hóa thành một đạo môn hùng vĩ, phong cách cổ xưa. Đạo môn này vừa mới xuất hiện, nhất thời làm cho người ta có một loại cảm giác chư thiên luân hồi, giống như cửu thiên thập địa hết thảy đều bị cắn nuốt, dung nhập vào trong đạo môn luân hồi tái tạo. Oanh! Đại thủ do vu tổ dùng đạo vận tạo thành cùng luân hồi thiên môn đột nhiên va chạm vào nhau. Diệp Húc thét lớn một tiếng, yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra lại bị hắn lập tức nuốt xuống. Chỉ thấy luân hồi thiên môn chỉ tồn tại được trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, lần lần ầm sụp đổ, vô số đạo văn đạo ngân lập tức quay trở về, chen chúc chui vào trong cơ thể của hắn. Lực lượng phản kích của đại đạo tự thành này hỗn loạn, chứa nhiều đạo văn đạo ngân, đã chấn cho cơ thể Diệp Húc gần như muốn dạn nứt tan rã. Trong linh sơn truyền đến một tiếng kinh ngạc, vị vu tổ kia tay chỉ dừng một thoáng rồi lại tăng uy lực thêm một ít, tiếp tục hướng Diệp Húc đánh tới, thế nhưng lại tính đem Diệp Húc hoàn toàn và giết chết. Vu Hoàng Ấn. Diệp Húc mạnh mẽ áp chế máu tươi trong miệng, thân hình chấn động, tam thiên thế giới bay ra, hóa thành thế giới vu hoang, hình thành một cái đại thủ ấn đón nhận đòn này của vu tổ. Pang pang pang. Hai trưởng đối nhau, tam thiên thế giới trong tay Diệp Húc liên tiếp bị phá vỡ, vu hoang ấn trong nháy mắt liền bị phá tan. Thái Hoàng, Hoàng Tăng Thiên, Thái Hoàng Ấn. Diệp Húc tâm niệm hơi động, trong tam thập tam thiên giới, Thái Hoàng, Hoàng Tăng Thiên bay ra, viễn cổ thiên giới này hình thành một cự phủ ầm ầm hướng đại thủ mà bổ tới. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Ngọc Hoàn Ấn. Nguyên Minh Văn Cử Thiên, Nguyên Minh Ấn. Thất Diệu Ma Di Thiên, Ma Di Ấn. Xích Minh Hỏa Dương Thiên, Xích Minh Ấn. Diệp Phúc quanh thân lay động, chỉ thấy tam thập tam thiên giới gào thét bay ra, hóa thành từng loại ấn pháp xa xưa và huyền bí, hướng đại thủ nghênh đón. Tam thập tam thiên giới hóa thành từng loại ấn pháp, mỗi một đạo so với Vu Hoàng Ấn đều không kém, thậm chí còn cường đại hơn, chen chúc mà đến đón nhận đại thủ của vu tổ. Bất quá mặc dù là tam thập tam thiên ấn cũng không địch lại một trường này của vu tổ, chỉ thấy các kiểu ấn pháp bị đánh nát, còn đại thủ của vu tổ tiếp tục đánh. Diệp Húc trong tâm niệm đọc, đột nhiên triển khai thêm mấy loại tam thập tam thiên giới ấn pháp khác cung hướng đại thủ vu tổ nghênh đón, còn tự thân ra tay. Huyền Thai Bình Dục Thiên, Huyền Thai Ấn. Hắn đánh ra thủ ấn, tự thân tinh khí nội liễm,
giống như cất giấu một viên huyền thai, ấn pháp vô lực tăng mạnh, tụ mà không tán. Thanh Minh Hà Đồng Thiên, Thanh Minh Ấn. Một chiêu ấn pháp này vừa xuất, thần trí Diệp Phúc thanh minh, thân thể tự tại, phảng phất có một loại cảm giác thư sướng như thể hồ quán đỉnh. Đối với các loại đạo văn đạo ngân, lý giải càng thêm thấu triệt, thậm chí ngay cả đạo vận xưa nay hắn không xem hiểu, nhìn không thấu, giờ phút này tự hồ cũng có chút biến đổi, không còn thâm ảo huyền bí như vậy nữa. Hư vô Việt Hành Thiên, hư vô ấn. Thân thể của hắn đột nhiên cùng với thiên giới tương dung, hóa thành hư vô, có một loại cảm giác ta chính là trời, trời chính là ta, làm cho không kẻ nào có thể nắm bắt được phương vị của hắn. Mỗi một loại ấn pháp này so với chư thiên thần vương công đức ấn lúc trước hắn tu tập còn muốn huyền diệu, thần kỳ hơn, làm cho hắn không khỏi mừng rỡ như điên. Đại thủ của Vu Tổ khe khẽ rung lên, oanh kích lên hư không, đem Diệp Phúc từ trong hư vô chấn ra. Đại thủ tiếp tục đánh tới. Thái cực mông ế thiên, thái cực ấn. Diệp Phúc gặp nguy không loạn, một ấn này được trưng ra. Nhất thời, văn vết đạo văn trào ra, hóa thành một phương thái cực, âm dương vần quanh lưu động. Bàn tay Vu Tổ to đắp xuống, không biết bao nhiêu đạo vận đều bị quấy nát, tan rã ở bên trong thái cực ấn. Đại thủ mạnh mẽ ép xuống, thái cực ấn ầm ầm sụp đổ, bất quá uy năng của Vu Tổ đại thủ rốt cục cũng bị khô kiệt, đạo vận càng ngày càng mỏng manh. Diệp Phúc một quyền móc tới, đại thủ của Vu Tổ bị đánh nát. Hắn quanh thân mồ hôi đầm đìa, mồ hôi cùng máu từ trong lỗ chân lông trào ra hóa thành huyết vụ, lòng còn sợ hãi. Tốt rồi, ta rốt cục cũng đỡ được một kích của Vu Tổ. Thật khủng bố, thật sự khủng bố mà. Nếu không phải do ta đã hấp thu chặt cây thế giới, luyện cấm văn của tam thập tam thiên thành đạo văn đạo ngân, thì dưới một kích này ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt không may mắn thoát khỏi như vậy. Sao? Đế cấp ấn pháp ư? Người thế nhưng lại hiểu được đế cấp ấn pháp, khó trách có thể khắc chế Lăng Tiêu thái tử, lấy tu vi vô hoàng nên có thể giết chết thánh hoàng. Trong linh sơn, đột nhiên một đạo kim sắc hào quang phóng lên cao, hóa thành pho tượng một vị thần kim giáp uy phong lẫm lẫm, đứng ở phía trên hào quang, lạnh lùng nhìn Diệp Húc, tiếp tục một chưởng đánh tới, dùng thanh âm lạnh lùng lên tiếng. Người có thể tiếp một kích của lão tổ ta đã là rất không tệ, rất có tiền đồ. Bất quá, nhưng phàm là người đắc tội với ta, hết thảy đều phải chết. Nếu không đại nhật thần dương cung ta còn gì mặt mũi nữa đây. Vì Vu Tổ này hẳn là cao thủ do đại nhật thần vương phái tới bảo vệ Lăng Tiêu thái tử, nên nhìn ra Diệp Húc đã nổ mạnh hết đà, như trước ngang nhiên hướng Diệp Húc mà ra tay, cười lạnh mà nói. Đế cấp ấn pháp bên trong thiên giới cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đế cấp ấn pháp của ngươi chứa nhiều ấn pháp bên trong, có thể là phẩm chất cao nhất rồi. Giết ngươi xong, siêu hồn tác phách đem môn ấn pháp này lấy ra hiến cho đại nhật đế quân, đế nhàn nhất định cực kỳ vui mừng. Đột nhiên trong Ngọc Hư Cung xuất hiện một cái đại thủ, đem pho tượng kim giáp Vu Tổ đánh nát. Chỉ nghe thanh âm hờ hững như của một vị Vu Tổ truyền đến vậy. Đủ rồi, Long Tổ Dương, người tới Ngọc Hư Cung ta làm khách, là một người khách nhân. Ở trong Ngọc Hư Cung giết đệ tử Ngọc Hư Cung ta, thật sự cho là 12 Vu Tổ Ngọc Hư Cung ta đuôi mù là dùng để bài trí hay sao? Không sai, ở Ngọc Hư Cung ta giết đệ tử Ngọc Hư Cung ta. Long Tổ Dương, người cũng quá cuồng vọng rồi. Mặc dù đại nhật thần vương đột phá thành tiểu đế quân cũng không dám thách thức dư luận thiên hạ, gây ra rắc rối về sau đâu. Tịch Phong Đào tiến lên trước một bước, đi đến trước người Diệp Húc, cùng vị kim giáp thần nhân kia giằng co uy phong lẫm lẫm. Chân Thiên Công cười ha ha từ trong đám người đi ra, che trước người Diệp Húc. Long Tổ Dương, ngươi làm có chút quá rồi. 12 Vu Tổ chúng ta từ trước đến nay quý trọng đệ tử, ngươi lại trước mặt chúng ta muốn giết đái đồ của chúng ta, thật sự cho là 12 Vu Tổ Ngọc Khôi Cung chúng ta là người chết phải không? Vị kim giáp thần nhân kia cười lạnh liên tục, không tiếp tục ra tay, liếc Diệp Húc một cái, thản nhiên nói. Khá, khá lắm, 12 Vu Tổ Ngọc Hư Cung. Tiểu tâm tư của các ngươi giấu giếm được người khác, nhưng không thể gạt được ta. Điện hạ, chúng ta trở về núi, ta tới giúp ngươi đột phá, thành tựu Vu Tổ. Long Tổ Dương mang theo Lăng Tiêu thái tử hạ xuống Linh Sơn, chỉ thấy trên không Linh Sơn có một màn kim quang lớn từ từ rủ xuống, giống như đài phun nước rơi xuống Linh Sơn. Giờ phút này, đạo quan trong Linh Sơn đã bị người ta nhổ tận gốc, thay vào đó là một tòa cung điện tráng lệ tỏa ra kim quang chói mắt. Điện hạ, mở ra đạo môn, từ đó thoát ra ngoài, trở thành Vu Tổ, không phải là chuyện nhỏ mà nguy hiểm vô cùng. Hơi không cẩn thận sẽ gặp cảnh vạn kiếp bất phục. Bên trong thiên giới, 100 vị thánh hoàng muốn bước ra khỏi đạo môn,
thì chỉ e rằng có một người có thể thành công, 9 thành còn lại đều chết cả. Long Tổ Dương Đại Mã Kim Đao ngồi xuống, trầm giọng nói: Lấy tu vi của điện hạ người này đã là cửu phẩm thánh hoàng, tuy rằng tích lũy hùng hậu, nhưng khoảng cách để có thể bước ra ngoài đạo môn, chạm đến thiên địa đại đạo còn có sự chênh lệch cực lớn. Ta phụng lệnh đại nhật đến quân đến bảo vệ người, còn mang đến một đạo thần văn của đế quân đây. Đột nhiên chỉ nghe thanh âm rào rào vang lên từ trong cơ thể của hắn, một sợi xích thần vân màu vàng từ trong cơ thể hắn hiện ra. Sợi thần vân này như là đại đạo thống ngự trật tự chư thiên, tràn ngập hơi thở đại đạo. Mỗi một vòng thần vân đều là một loại thiên địa đại đạo, từng vòng đan xen tổng cộng hơn 60 đoạn. Mỗi một đoạn đều có một loại thần hỏa mãnh liệt vô cùng, hòa tan cả hư không. Đạo thần vân này sở hữu 63 loại đại đạo, chính là pháp môn do Hạo Thiên Đại Đế khai sáng, huyền ảo thần kỳ. Thần vương thần vân không phải thánh hoàng có khả năng luyện hóa, thậm chí ngay cả vu tổ như ta đây cũng không dễ dàng mà làm được. Cũng may đại nhật đế quân đã xem đem sừng xích thần vân này mở ra rồi. Long Tổ Dương nhẹ nhàng run run sợi xích, chỉ thấy đạo thần vân này từng vòng giải khai, mỗi một vòng đều phát triển trở thành một đạo vận đầy đủ, kích thước cỡ cánh tay, dài đến cả trăm trượng, như giao long ở giữa không trung du động. Lăng Tiêu Thái Tử ngẩng đầu nhìn lại, liền cảm thấy hơn 60 đạo vận này mỗi một cái chất chứa uy năng vô cùng khủng bố, có thể dễ dàng giết hết các thánh hoàng mạnh nhất mà mình đã từng gặp, đã từng biết trước đây. Ta nếu đem luyện hóa tất cả 63 đạo vận này, thực lực sẽ cường đại biến thái như thế nào đây? Thành tựu vu tổ sẽ ở trong tầm tay ta. Điện hạ, người muốn trở thành vu tổ, luyện hóa hơn 10 đạo vận trong đó thì cũng đủ để ngươi mở ra đạo môn. Long Tổ Dương cười nói. Lăng Tiêu Thái Tử mừng rỡ, trầm giọng lên tiếng: Long tướng quân, trên người Diệp Thiếu Bảo mang đế cấp ấn pháp, kẻ này rất là thần bí, không biết ngươi có hay không tra được lai lịch của hắn ta vậy? Long Tổ Dương khẽ lắc đầu nói: Chưa tra ra. Không chỉ có đại nhật thần dương cung ta điều tra, những thần vương vu tổ khác đồng dạng cũng đang tra lai lịch của tên này, thậm chí ngay cả 12 vu tổ ngọc cơ cung cũng tra. Loại cao thủ trẻ tuổi này giống như hắn nhất định không phải loại vô danh tiểu tốt, vậy sẽ dễ dàng tra ra chỗ dựa của hắn ta. Bất quá người này giống như đột nhiên xuất hiện, không thể nào tra ra được. Bởi vậy đại nhật đế quân hoài nghi kẻ này vô cùng có khả năng là đệ tử do một vị đế quân bí mật bồi dưỡng, dùng để đảo loạn thế cục. Hắn cười lạnh một tiếng thản nhiên nói: Bất quá hắn triển lộ đế cấp ấn pháp, Hoài Bích có tội, mạng hắn sẽ không còn giữ được bao lâu nữa đâu. Lăng Tiêu Thái Tử trong lòng vừa động: Hay là 12 vị vu tổ ngọc cơ cung tính động thủ với hắn ta sao? 12 vu tổ này cũng không phải là thứ tốt đẹp gì cả, năm đó danh tiếng của bọn hắn cũng không có gì vinh quang, như bây giờ mà nổi danh là bãi bì thập nhị vu tổ. Long Tổ Dương cười lạnh lên tiếng nói: Qua cầu rút ván chân thiên công, khẩu Phật tâm xà tổ nhược hải, bỏ đá xuống giếng tịch phong đào, nhạn quá nhổ lông bành liên cử, nhân lúc cháy nhà mà hôi của Lục La Thắng, mượn đao giết người Hồ Trung Thiên. Những lão già này năm đó không biết bán bao nhiêu người, hại chết không ít người, thậm chí thiên hậu bọn họ cũng dám bán đi. Bọn họ cản ta không để ta giết tiểu tử họ Diệp kia, còn không phải là muốn chiếm lấy đế cấp ấn pháp của hắn hay sao? Diệp Thiếu Bảo chỉ có thể chết ở trong tay ta, đế cấp ấn pháp của hắn cũng chỉ có thể thuộc về ta. Lăng Tiêu Thái Tử ánh mắt chớp động, trầm giọng nói: Long tướng quân, ngươi liền giúp ta luyện hóa đạo vận này, sớm muộn đột phá vu tổ, ta muốn tự thân giết chết Diệp Thiếu Bảo, đoạt tài phú của hắn. Lúc đó Trần Thiên Công nhìn Long Tổ Dương và Lăng Tiêu Thái Tử rời đi, cười lạnh một tiếng, rồi lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Phúc, thay một khuôn mặt tươi cười ấm áp nói: Diệp thư đệ, người không có việc gì đấy chứ? Cái thằng nhãi Long Tổ Dương này ra mặt thật sự là quá dày rồi, đường đường là vu tổ, cứ nhiên là hướng sư đệ ngươi có tu vi vu hoàng mà ra tay, thật sự không biết xấu hổ. Sư đệ, Long Tổ Dương người này rất nham hiểm, người hãy để cho sư thúc ta giúp ngươi kiểm tra một chút thương thế xem, coi xem ngươi có hay không bị chúng ám toán của hắn nào. Không sai, không sai. Tịch Phong Đào sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói: Long Tổ Dương dù sao cũng là vu tổ, thực lực mạnh, nếu trong cơ thể sư điệt chỉ lưu lại một luồng đạo văn đạo vận của hắn, thương thế sẽ càng ngày càng nặng, cuối cùng sẽ chết thảm. Không bằng để cho 12 vu tổ chúng ta giúp ngươi kiểm tra một phen, miễn lưu lại hậu hoạn. Có 12 vu tổ chúng ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng thương tổn được với ngươi. Tổ Nhược Hải nghiêm nghị nói. Ngày đó nguyên bản đám vu tổ này người nào cũng xem không vừa mắt Diệp Húc,
hận không thể giết hắn cho hả giận. Giờ một đám lại quan tâm có thừa, xem hắn giống như một cái thế chân bảo hiếm quý. Hoặc giả là nói, một cái bánh ngọt ai cũng muốn một ngụm mà nuốt vào. Chỉ là một vu tố, có thể làm bị thương được ta hay sao? Diệp Húc cười ha ha, liếc mắt bọn hắn một cái, sắc mặt ngạo nghễ, gật đầu nói: Trần Thiên Công, Tổ Nhược Hải, Tịch Phong Đào, các người tốt lắm, rất không tồi, biết đầu nhập vào chỗ ta là chính đạo đấy, các người ngoan đi theo ta, tương lai sau khi vị ở sau lưng ta bước lên đế vị, tự nhiên các người sẽ có chỗ tốt. Nhưng nếu các người dám thay lòng đổi dạ, đối nghịch với ta thì tất cả sẽ phải chết kìa. Diệp Húc miệng đầy loạn ngôn, hung hăng thổi phồng một phen, rồi lập tức vung tay áo, đem Phong Thủy Vân cùng Phó Tây Lai cuốn đi, hướng linh sơn của mình lao nhanh tới. Trên mặt của Chân Thiên Công và ba vị vu tổ tươi cười, nhìn theo hắn rời đi. Đến khi Diệp Húc đi vào linh sơn, sắc mặt ba người nháy mắt trở nên xanh mét. Tiểu tử này thật sự đem 12 vu tổ chúng ta trở thành chó của hắn rồi hay sao? Gọi tới là tới, đuổi là đi sao? Tịch Phong Đào bộ mặt dữ tợn, lạnh lùng nói: Lão phu không nhịn được nữa rồi, lão phu hiện tại liền đi làm thịt hắn, cướp lấy thần thụ sư hồn tác phách, có được đế cấp ấn pháp của hắn ta. Tổ Nhược Hải ha ha cười nói: Tịch sư huynh, người nếu dám giết hắn thì đã sớm đem hắn giết rồi, còn cần phải chờ đến hiện tại hay sao? Tiểu tử này hung hăng ngang ngược, không được bao lâu nữa đâu. Chân Thiên Công thản nhiên nói: Hắn có đế cấp ấn pháp, thậm chí đáng giá để cho thần vương ra tay. Thần thụ của hắn đối với vu tổ mà nói cũng là thiên đại tài phú. Hai cái thứ này đặt ở trong tay một vu hoàng chính là bùa đòi mạng của hắn ta. So với để nó rơi vào trong tay người khác, không bằng nằm trong tay chúng ta đi. Sư huynh có diệu kế gì không? Tịch Phong Đào vội vàng hỏi. Chân Thiên Công mỉm cười nói: Tiểu tử này đã là cựu địch của cả thiên hạ. Ở trong Ngọc Hư Cung có thiên hậu phù hộ, những thần vương vu tổ này không dám nháo sự. Nhưng chỉ cần hắn rời khỏi Ngọc Hư Cung sẽ gặp người người đuổi giết. Tiểu tử này hẳn là một kẻ không an phận, nên sẽ không trốn trong Ngọc Hư Cung. Lúc hắn xuất cung là chúng ta liền ra tay. Chỉ cần không phải chết ở trong tay của chúng ta, tồn tại phía sau hắn sẽ không thể trách tội trên đầu của chúng ta được. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 176 chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Ở đầu video thì Khánh Duy có giới thiệu nhầm, đó là tập 177, thế nhưng tập này mới là tập 176. Mong quý vị thông cảm. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.